Những ngày qua thì các địa phương ở miền Trung đang phải hứng chịu tổ hợp thiên tai gồm cả mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể là trong đợt mưa lũ này đã có 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích, trên 18.800 nhà dân bị ngập, nặng nhất là Thừa Thiên Huế với 17.453 căn nhà bị ngập. Ngoài ra còn có 34 căn nhà bị hư hại tốc mái. Về nông nghiệp, mưa lũ làm thiệt hại 122 hecta cây ăn trái qua màu và 500.000 cây giống nông nghiệp, 5.000 cây qua cúc giống tại Quảng Trị, còn tỉnh Thừa Thiên Huế đang thống kê thiệt hại. Về giao thông, đợt mưa lũ này làm gây ngập, ách tắc tại nhiều tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã. Ngoài ra, các địa phương còn xảy ra sạt lở ta luy trên các tuyến đường.